Xin chào các bác, ngày hôm nay đồng hồ Quang Lâm sẽ hướng dẫn các bác chỉnh mẫu đồng hồ Casio 5603 Chiếc ngày hôm nay là chiếc OCW S5000 sử dụng bộ máy 5603 của Casio này các bác này Trong video này thì sẽ gồm 3 phần chính, phần thứ nhất là tổng quan về bộ máy 5603 Phần thứ hai sẽ là kết nối Bluetooth với lại điện thoại di động để hiệu chỉnh thời gian Phần thứ ba sẽ là chỉnh thủ công thì đầu tiên là tổng quan về bộ máy 5603 Đầu tiên chúng ta sẽ phải tìm mã máy ở đâu Các bác sẽ lật mặt sau nó lên nhé Chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong cái khung này này Nó có chữ số là 5603 Đây chính là tên bộ máy Còn OCWS5000 là tên của chiếc đồng hồ Tên của dòng đồng hồ Với dòng 5603 thì nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời Với sai số khoảng cộng trừ 15 giây một tháng Tức là nửa giây mỗi ngày Đấy là trong trường hợp không sử dụng chức năng kết nối với điện thoại di động Hoặc là không sử dụng sóng radio để điều chỉnh thời gian Còn nếu mà chúng ta sử dụng sóng radio kết nối với điện thoại Thì sai số nó là bằng 0 Tức là chính xác tuyệt đối Với các chức năng chính là kim giờ, kim phút, kim giây, lịch ngày Từ năm 2000 tới năm 2099 là full lịch không phải chỉnh nhé Và ngoài ra thì chúng ta có cả lịch thứ nữa có chức năng uh, dò sóng radio để hiệu chỉnh thời gian, có giờ thế giới của 38 múi giờ. Đây, 38 múi giờ này. Rồi chức năng kết nối với điện thoại di động bằng chức năng uh, bằng kết nối bluetooth. Trong phần uh, kết nối với điện thoại di động thì nó sẽ có các cái chức năng khó kh... nhỏ khác ví dụ như là hiệu chỉnh thời gian, chỉnh thế giờ thế giới, hoàn toàn bằng điện thoại vân vân. Ngoài ra thì có đồng hồ bấm giờ, có giờ thế giới. Đó, và uh, tự cân tự cân kim ngoài ra thì còn có chức năng tiết kiệm pin rồi là hiển thị mức năng lượng đây rồi rồi là cảnh báo pin yếu vân vân bộ máy này nếu mà chúng ta sạc đầy thì nó sẽ sử dụng được khoảng 5 tháng và trong quá trình sử dụng thì nó tiếp tục sạc và cứ dùng như vậy mãi ngoài ra thì còn cái gì nữa nhỉ uhm, đấy là chức năng chính của bộ máy 5603 còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các ký hiệu trên mặt số nhé trên mặt số ở đây thì sẽ có ba kim chính là kim giờ, kim phút, kim giây này. Đó, đây kim giờ, kim phút, kim giây là ba kim chính. ngoài ra thì sẽ có kim 24 giờ ở góc 12 giờ đây. rồi đồng hồ phụ ở góc 9 giờ này. lịch thứ ở góc 6 giờ đây. góc 7 giờ thì sẽ là HML tức là mức năng lượng. còn ở trên không bên trên một chút thì có giờ mùa hè. DST, STD, AT hoặc ST đấy. Còn ở góc 2 giờ đây thì chúng ta sẽ thấy là nó có chữ C và chữ R. Chữ C ở đây có nghĩa là connection. Khi mà kim dây chỉ vào chữ C có nghĩa là uh, đồng hồ này của chúng ta đang uh, kết nối với lại điện thoại di động. Còn chữ R ở đây là khi kim dây chỉ R có nghĩa là cái chế độ dò sóng radio đang uh, ở trong chế độ uh, hoạt động. Đó Chữ N và chữ Y ở góc 4 giờ này là hiển thị kết quả dò sóng thành công hay là thất bại. Z là thành công, còn Nâu no là thất bại nhé. Đây thì đấy là các cái ký hiệu chính trên chiếc đồng hồ. Ngoài này ra thì ở đây là tên các thành phố thôi. Với cái núm nữa. Ở đây chúng ta sẽ có cái núm nhé. Núm này thì sẽ có ba nấc. Nước. nước trong cùng là nấc kín nước. nước giữa và nấc ngoài cùng này. ba nấc tất cả. Rồi ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có thêm các cái nút bấm đây là nút a là nút 2 giờ và nút b là nút 4 giờ nhé thế còn các ký hiệu ở đằng sau thì đây nút start stop này trong quá trình chúng ta sử dụng chức năng bấm giờ thể thao thì đây là start stop ở đây là receiving tức là dò sóng hoặc là kết nối với điện thoại di động nút a này cũng là nút mode chúng ta sẽ sử dụng nút 2 giờ để chuyển giữa các cái chế độ với nhau trong phần sau thì uh, cô Lâm sẽ hướng dẫn chi tiết thí dụ muốn vào chế độ đồng hồ bấm giờ chẳng hạn thì chúng ta rút cái núm này góc 3 giờ này ra nước giữa nhé đó và bấm nút 2 giờ thì chúng ta vào chế độ World Time hoặc vào chế độ đồng hồ bấm giờ đây là lăng là World Time này thế còn bấm trả lại thì chúng ta sẽ thấy là nó quay trở lại trạng thái ban đầu và kim mốt nó sẽ hiển thị mức năng lượng cho chúng ta có thể xem đây đấy Rồi nó hiển thị mức năng lượng sau đó là nó quay trở lại nó chỉ thứ thế còn muốn kết nối với điện thoại thì trên điện thoại của chúng ta sẽ bật bluetooth lên và bấm nút 4 giờ này thì nó sẽ kết nối với lại điện thoại di động tí nữa chúng ta sẽ cùng kết nối đây các bác cùng chỉnh nhé đó thì đấy là các cái ký hiệu trên chiếc ocwts năm 5000 này cái dòng Casio Oceanus cao cấp như này thì Đồng Quang Lâm khuyến khích các bác kết nối với điện thoại di động hoặc là dùng sóng radio để chúng ta sử dụng triệt để được các cái điểm mạnh của cái dòng Casio Oceanus đắt đỏ này. Tức là nó chính xác tuyệt đối không có sai số. Thì đấy là một cái công nghệ rất là đắt đỏ, rất tiến bộ của Casio. Chính xác tuyệt đối. Đầu tiên là Đồng hồ Quang Lâm sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng à, đầu tiên là phải dò sóng radio trước thì với những chiếc đồng hồ như thế này các bác chỉ cần mang chiếc này ra những khu vực uh, thoáng đãng ví dụ như ngoài cửa sổ chẳng hạn chúng ta đặt ngoài cửa sổ nhé tất nhiên là đặt ở cửa sổ tầng 2 chứ đừng có các bác đừng đặt ở cửa sổ tầng 1 rất nguy hiểm cái uh, ngoài ra thì dò sóng radio thì nó có một cái là nó ở Việt Nam mình nó hơi xa so với lại các cái cột sóng ở các nơi ví dụ như ở trên thế giới nó sẽ có 6 trạm phát sóng radio là Nhật có hai trạm này Trung Quốc một trạm Mỹ một trạm Đức một trạm và Anh một trạm tổng là 6 trạm và từ cái trạm phát sóng đấy 1.000 km thì bán kính 1.000 km thì sẽ dò được sóng ở Việt Nam chúng ta sẽ hơi xa cái cột sóng ở Trung Quốc một chút và xa cột sóng ở Nhật Bản cho nên là không về cơ bản chúng ta sẽ không dò được sóng radio nhưng mà cái này dùng ở những cái khu vực như là ở Nhật và Trung Quốc hoặc Mỹ chẳng hạn thì rất là sướng vì nó chính xác tuyệt đối, không có sai số. Trong bán kính 1000 km cơ. Còn nếu mà xa quá thì không thể bắt được. Thường ở Việt Nam thì chúng ta mặc định là không bắt được nhé. Rất là tiếc cái chức năng đấy, nhưng mà không sao, nó còn có chức năng là kết nối với điện thoại di động để hiệu chỉnh thời gian thì để hiệu chỉnh để kết nối với điện thoại di động thì ở đây em có chuẩn bị sẵn một chiếc điện thoại di động thì trên điện thoại di động nếu mà chúng ta dùng Android chúng ta vào Google Play hoặc là chúng ta vào Apple Store của Apple thì chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng là Casio Watch đây các có có bạn vào phần Casio Watch này nó có cái phần ứng dụng là casio watch này này các bác này cái hình uh, uh, đồng hồ màu đen này thì chúng ta sẽ cài cái này vào thì cài vào thì nó sẽ hiện lên ở, ở trên màn hình này sau đó chúng ta sẽ bật vào bluetooth lên nhé bật vào bluetooth lên và vào ứng dụng và sử dụng một cái tài khoản gmail để chúng ta đăng nhập vào cái tạo tài khoản và đăng nhập vào cái ứng dụng casio này và tiếp theo là kết nối với lại điện thoại bằng cách là chúng ta vào phần uh, My Watt này. Sau đó vào phần cộng này. Cộng ở đây thì họ yêu cầu chúng ta thêm uh, cái mã máy của nó vào. Mã máy ở đây chúng ta đã thấy là 5603. 5603 và chúng ta bấm next. Cái này của chúng ta là OCWS5000 đúng không ạ? Đây OCWS5000 sẽ kết nối với OCWS5000. register và người ta sẽ hướng dẫn chúng ta là bấm cái nút này trong khoảng hơn 2 giây một chút một hai đó sẽ nó sẽ kết nối với lại chiếc điện đồng hồ với điện thoại các bạn sẽ để ý là đó kết nối xong kết nối xong thì bây giờ hoàn toàn chúng ta có thể chỉnh bằng điện thoại này mà không cần phải động vào đồng hồ nữa thì ở đây chúng ta sẽ thấy là OCWS 5000 ở trạng thái là đã kết nối. Thì ở đây rất là dễ để chúng ta có thể chỉnh các cái uh, chi tiết. Đây, đây bỏ điện thoại sang một bên. Ví dụ như world time này. World time ở đây bấm vào đây chúng ta có thể chọn một thành phố bất kỳ trên này để chúng ta chọn ví dụ các bác có người nhà sống tại London chẳng hạn. London nhé. Đó. Chúng ta chọn London và chúng ta send gửi cái cái đặt này sang điện thoại này các bác nhìn cái đồng hồ nó đang chuyển về giờ của London này. Đó thì nó đang chuyển, chuyển về giờ của London nhé. Đấy, giờ của London. Thế còn uh, rất nhiều những cái chức năng khác nữa ở đây anh em có thể vào để mày mò thêm, ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có cái phần What setting rồi vào đây để chúng ta cài đặt rất nhiều Những cái chế độ Đồng hồ giờ thế giới này Đồng hồ bấm giờ này Rồi chúng ta có thể vào các cái Chỉnh giờ mùa hè Nói chung là rất nhiều những cái chế độ nhé Đây rồi cân kim này rồi chúng ta cân kim nào Chúng ta chỉ cần chạm vào và bấm nút cân kim Là nó sẽ cân rất là đơn giản Trên điện thoại Rất tiếc là nó không có tiếng Việt nó chỉ có tiếng Anh thôi thì phải Đúng không? Nhiều lắm, nhiều chức năng ở trong này lắm nhé Các bác có thể tự vào đây để tìm tòi thêm Các cái chế độ Hay còn có chế độ tìm Điện thoại bằng đồng hồ này Thì đây là chỉnh âm thanh Nó sẽ kêu như thế nào chẳng hạn Khi mà chúng ta bấm một Khi mà đồng hồ và điện thoại đang kết nối Mà chúng ta không tìm thấy điện thoại đâu Thì chúng ta chỉ cần bấm một nút trên đồng hồ Thì điện thoại nó sẽ kêu như thế này thì đấy là các cái uh, chức năng ở trên uh, trên 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 uh, chiếc này và đồng quang lâm khuyến khích chúng ta kết nối với điện thoại các bác chỉnh nó sẽ siêu chính xác luôn nó là chính xác tuyệt đối và <laughs> chỉnh nó cực kỳ dễ riêng về ngày tháng năm giờ phút giây là nó tự động nó chỉnh rồi chúng ta không phải chỉnh cái gì cả nhé thì đấy là về phần uh, kết nối với lại điện thoại giờ chúng ta sẽ remove pairing này đi đó thì đồng hồ nó sẽ trở về trạng thái ban đầu và các bác sẽ nhìn thấy này 16 giờ 56 phút bây giờ cũng đang là 16 giờ 56 phút 11 giây chính xác tuyệt đối luôn thì đấy là chỉnh qua điện thoại rất đơn giản là chúng ta không cần phải động đến đồng hồ tiếp theo thì đồng hồ quang lớp sẽ cùng các bác chỉnh chiếc này bằng thủ công có nghĩa là chúng ta không sử dụng điện thoại nữa, không dùng sóng radio thì chúng ta sẽ chỉnh thủ công cho chiếc này. Bước đầu tiên trong phần chỉnh thủ công cho chiếc này thì cần phải chọn giờ địa phương cho chiếc đồng hồ. Giờ địa phương có nghĩa là giờ mà chúng ta đang đeo chiếc đồng hồ này và đang sinh sống tại thành phố đó thì chúng ta sẽ chọn múi giờ cho 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 thành phố đó. Ví dụ ở Việt Nam thì chúng ta sẽ chọn múi giờ đại diện cho Việt Nam đó là băng cốc múi giờ của Bangkok, múi giờ của Hà Nội là chung nhau thì sẽ rút cái núm này ra nóc ngoài cùng nhé. Kim dây nó sẽ di chuyển về thành phố hiện tại đang được chọn làm giờ địa phương của thành phố này. Kim dây nó chỉ ở đâu thì chúng ta sẽ thấy được rằng là hiện tại đồng hồ đang ở chỉ giờ của thành phố đó. Thì chúng ta đang sống ở Việt Nam thì chúng ta sẽ chọn cái ở đây là BKK là GMT cộng 7. Nếu các bác sống ở London thì các bác chỉnh cho nó về chữ London này. Hoặc là Paris thì chỉnh về đây. Thì bây giờ em đang sống Việt Nam thì em đã chỉnh cho nó về BKK là Bangkok nhé. Thì đồng hồ nó sẽ tự động nó hiển thị giờ của Bangkok, tức là giờ của Hà Nội, giờ của Thành phố Hồ Chí Minh, giờ của Việt Nam. Đó. Sau đó thì bấm trả núm lại trạng thái ban đầu. Đấy thì là chúng ta đã chọn xong giờ địa phương. Sau đó là sang phần chỉnh thời gian và chỉnh ngày. Chỉnh thời gian và chỉnh ngày thì đầu tiên chúng ta sẽ rút cái núm này ra nấc ngoài cùng này kim dây nó sẽ hiển thị giờ địa phương đang được chọn này và ấn và giữ cái nút 4 giờ này trong khoảng thời gian 3 giây 1 2 3 cho kim dây nó di chuyển về góc 12 giờ thì lúc này vào chế độ chỉnh giờ và chỉnh phút đây chỉnh giờ chỉnh phút bằng cách là xoay núm này là chúng ta chỉnh giờ và chỉnh phút được khi chỉnh giờ và chỉnh phút lưu ý kim góc 24 giờ này nhé Đấy, cứ xoay núm này thôi đây nó xoay núm là kim nó sẽ di chuyển theo theo ý thích của chúng ta thôi. Đấy thì các bác uh, tự chỉnh nhé và lưu ý là kim 24 giờ đây để ý kim 24 giờ giờ ngày hay giờ đêm. Đấy là chỉnh giờ chỉnh phút. Tiếp theo thì uh, bấm nút 4 giờ này này thì chúng ta sẽ vào chế độ là chỉnh uh, số 5 hàng chục. Số 5 hàng chục ở đây có nghĩa là ví dụ chúng ta đang ở năm 2023 thì hàng chục là 20, hàng chục là 2 chục đấy. Số 52 1000 à 2023 có nghĩa là số 5 hàng chục của chúng ta là 2 chục cộng 3 đúng không ạ? Ờ còn 2015 chẳng hạn thì là số 5 hàng chục là một chục. Thì mỗi cọc số ở đây nó đại diện cho một chục, một chục, hai chục, ba chục, 4 chục, năm chục, 6 chục cứ dần dần tiến dần. Thì hiện tại chúng ta đang ở số 5 năm, năm 2024 chứ xin lỗi các bác. Năm 2024 có nghĩa là đơn vị hàng chục là hai chục chúng ta cần phải chỉnh cho nó về cọc số 2 Đấy, để ý là 12 12 cặ số 9 cọc số đại diện cho 9 đơn vị hàng chục một chục hai chục 3 chục bốn chục 5 chục bây giờ đang là 2024 tức là tức là 2020 cộng 3 tức là đơn vị là hàng hai chục thì phải cho về cọc số 2 này đây là cọc số 2 chục Tiếp theo, bấm tiếp nút 4 giờ một lần nữa thì chuyển sang chỉnh đơn vị 5. Tính đơn vị chỉnh đơn vị 5 có nghĩa là hai chục cộng với năm 2024 là đơn vị là hai chục và đơn vị cuối là 4 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chỉnh kim này về vị trí cọc số 4. Năm 2025 thì chỉnh về cọc số 5. Năm nay là 2024 chúng ta chỉnh về cọc số 4 tức là từ 0 đến 9 này đại diện cho 9 đơn vị của năm. Đại diện cho 9 đơn vị của năm và chúng ta sẽ xoay để chỉnh đơn vị của năm đấy. Bây giờ hiện tại đang là 2024 đúng không? 1 2 3 4 chỉnh về đơn vị số 4. Tiếp tục bấm nút góc 4 giờ ở một lần nữa thì chúng ta chuyển sang chỉnh tháng của năm, tức là tháng thì sẽ có 12 cọc số sẽ đại diện cho 12 tháng. Thì bây giờ đang là tháng mấy thì chúng ta chỉnh cho nó về cái cọc số đấy. Ví dụ hiện tại đang là tháng 2 thì chúng ta chỉnh về cọc số 2. Hiện tại đang là tháng 1, chúng ta chỉnh nó về cọc số 1 nhé. Tiếp tục bấm nút 7 giờ chúng ta sẽ thấy kim mốt nó dịch chuyển nhẹ nhàng một chút. Thì lúc này chúng ta vào chỉnh ngày. Đó. Chỉnh ngày. Chúng ta sẽ nhìn thấy kim nó sẽ nhảy này. Đó, nó sẽ nhảy dần, nhảy dần đúng không ạ? Thì đây là chúng ta đã chỉnh xong Phần ngày nhé Đó. Và chúng ta sẽ Bấm cái nút này một lần nữa Đó Thì chúng ta sẽ quay trở lại Chỉnh giờ phút giây rồi Các bác lưu ý là khi mà chúng ta chỉnh Ngày, tháng năm chính xác rồi Thì cái thứ này chúng ta không cần phải chỉnh nữa Bởi vì nó sẽ tự động nó chuẩn thôi Nó rất là thông minh Đó Thì chính giờ và chính phút thì hiện tại chúng ta sẽ xét cho nó đúng vào cái giờ hiện tại của chúng ta thì chúng ta sẽ bấm cái này trả lại trạng thái ban đầu thì đấy là còn một cái nữa đó là chính giờ mùa hè cho giờ địa phương lúc nãy em quên nếu mà chúng ta sống ở một cái thành phố ở đấy người ta dùng giờ mùa hè như ở Việt Nam thì không sử dụng giờ mùa hè nhưng mà ở các thành phố ở bên châu Âu người ta hay dùng giờ mùa hè thì chính giờ mùa hè thế nào thì Ờ, cần là, là rút cái núm này ra nước ngoài cùng này Đó, Rút ra nước ngoài cùng nhé Kim dây nó sẽ chỉ vào Thành phố hiện tại đang được chọn làm giờ địa phương Và chỉ cần bấm nút 4 giờ Thì cái này nó sẽ Kim mốt nó sẽ chỉ Các cái uh, chế độ Mà chúng ta đang chọn ví dụ AT thì là tự động Chúng ta chỉ cần xoay núm là chúng ta chỉnh được thôi Đây là Tiêu chuẩn này Đây là giờ mùa hè đang hoạt động này đó. Chúng ta cứ cho nó về auto cũng được nhé. Về tự động. Cho nó chuẩn. Như ở Việt Nam thì chúng ta để auto. Hoặc là standard này cũng được. Sau đó thì bấm nút trở lại trạng thái ban đầu. Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn chỉnh giờ thế giới của đồng hồ này. Cái này còn có cả giờ thế giới, giờ phụ ở bên này nữa. Đồng hồ khác ở góc 9 giờ này. Thì có thể xét được 27 thành phố của 38 múi giờ trên toàn thế giới. Thì xét giờ thế giới thế nào? Đầu tiên sẽ rút cái núm góc 3 giờ này ra nước giữa thôi nhé Sau đó thì là chúng ta sẽ thấy là hiện tại đang là chế độ giờ, giờ, bấm giờ Chúng ta bấm một cái nữa thì sẽ là giờ thế giới Thành phố được chọn đang là London đúng không? Chúng ta sẽ chọn cái thành phố cho nó Ví dụ như chúng ta có người quen ở Tokyo thì chúng ta sẽ chọn cho nó là giờ là Tokyo Đấy. Đồng hồ con này nó sẽ hiển thị giờ ở Nhật Bản, Tokyo Sau khi chỉnh xong thì bấm trả lại nút ban đầu Thì đấy là chỉnh thế giới Trên chiếc này của chúng ta còn có chức năng đồng hồ bấm giờ nữa Thì chỉnh đồng hồ bấm giờ thế nào Thì vào chế độ đồng hồ bấm giờ thì chúng ta sẽ rút cái nướng này ra nấc giữa thôi nhé Rút ra nấc giữa Và bấm nút 2 giờ để cho nó về đồng hồ bấm giờ Chúng ta sẽ nhìn thấy kim nó sẽ về đồng hồ bấm giờ sau khi về đồng hồ bấm giờ chúng ta sẽ bấm nút trả về trạng thái ban đầu này. Rồi à, chúng ta sẽ bấm đây đồng hồ này. Có thể sử dụng nút này để chúng ta dừng hoặc là tiếp tục. Dừng hoặc tiếp tục. Rồi reset thì chúng ta sẽ bấm nút uh, 4 giờ này rồi. Đó, thì đấy là đồng hồ bấm giờ nhé. Chúng ta bấm trả lại trạng thái ban đầu. Thế còn tiếp theo là đến chế độ uh, cân kim. Thì để cân kim thì chúng ta sẽ rút cái nấc này ra nốc ngoài cùng nhé. Rút ra nốc ngoài cùng. Và bấm nó cứ 4 giờ này trong khoảng thời gian 6 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì lúc này chúng ta sẽ rút ra thì nó sẽ bắt đầu cân chỉnh kim phút. Tất cả đều sẽ dừng ở góc 12 giờ. Đấy. Thì tiếp tục sau khi mà tất cả các kim về góc uh, 12 giờ này nhé. Thì chúng ta sẽ bấm nút 4 giờ để cho tất cả các kim nó về 12 giờ. Nếu không chuẩn thì chúng ta sẽ xoay cái núm. Và tiếp tục nó bấm nút 4 giờ thì sẽ chuyển sang cân chỉnh lịch ngày thì cho nó về ngày mùng 1 nhé. Thế còn thứ thì cân chỉnh làm sao cho nó về ngày Chủ nhật kim kim mốt này chỉnh cho nó về ngày chủ nhật nhé. Nếu mà không về ngày chủ nhật thì chúng ta bấm xoay này để cho nó uh, cân chỉnh. thì đấy là đồng hồ quang lâm sẽ hướng dẫn các bác tóm tắt một chút để cho nó rút ngắn thời gian đỡ mất nhiều thời gian để các bác có thể uh, không uh, bị uh, tốn thời gian nhiều. thì là tóm tắt như vậy và trong quá trình xem video các bác có cái gì không hiểu thì có thể cứ comment ở phía dưới của video này ở đồng hồ quang lâm uh, hy vọng là với hướng dẫn bên trên chúng ta sẽ nhanh chóng sử dụng được chiếc đồng hồ này thuần thục và thích những cái mẫu Casio kiểu như thế này các bác có thể truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com tìm thêm những cái mẫu phù hợp hơn với mình. À, ngoài ra thì đồng hồ quang lâm có cái số hotline là 0834696699 à, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp cũng như là sự ủng hộ của các bác. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.